Hello các bạn, welcome các bạn đến với channel Nails Life with Catherine. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách mà mình giải quyết những cái complaint, những cái than phiền của khách ở trên mạng nha. Đối với mình, giải quyết một cái than phiền, một cái complaint ở trên mạng hay là ở bằng viết á, khi mà mình phải viết ra đó, nó dễ hơn là nói chuyện trực tiếp với khách. Thứ nhất là vì mình có thời gian để mình gather information, có nghĩa là mình thu nhập cái thông tin, mình phải hỏi lại thợ của mình hay là mình phải nhớ lại những cái điều gì xảy ra trong cái service với người khách đó. Thứ hai là mình có thời gian để suy nghĩ về cái hướng giải quyết, suy nghĩ về vấn đề và suy nghĩ về cái hướng giải quyết và đưa ra những cái cách giải quyết tốt nhất. Thứ ba, mình có cái lợi thế về ngôn ngữ. Ví dụ, khi mà mình nói chuyện với khách, mình có thể không có đủ thời gian để nhớ thông tin, không có đủ thời gian để suy nghĩ hướng giải quyết và không có đủ thời gian để suy nghĩ những cái chữ và những cái câu kéo nào hợp lý nhất và tốt nhất để trả lời. Khi mình trả lời online, thì mình có thời gian để mình suy nghĩ câu kéo, viết sao cho nó đúng, viết sao cho nó thuyết phục. Thì cái cách mà xử lý với complaint của khách ở trên mạng hoặc là trên online, đối với mình thì mình thích hơn là khách gọi điện thoại complaint. Hoặc là nếu mà khách text message cho tiện complaint về vấn đề gì, mình cũng prefer hơn là khách gọi điện thoại nói này nói kia, tại vì mình phải xử lý ngay. Nhưng mà thường thường á, khi mà khách mà gọi điện thoại complaint của mình á, mình đừng có vội vàng đưa ra một cái hướng giải quyết ngay tức khắc. Các bạn để ý là khi mà mình chia sẻ với các bạn á, mình luôn luôn đưa ra một cái dàn bài, cái cách giải quyết chung trong mọi tình huống. Thứ nhất, mình phải biết lắng nghe. Lắng nghe bình tĩnh, không có cướp lời. Thứ hai, mình có thời gian suy nghĩ về sự kiện để đưa ra câu trả lời chính xác. Thứ ba, khi mà mình trả lời, mình phải trả lời một cách bình tĩnh và chuyên nghiệp. Thì khi khách gọi điện thoại đến than phiền một điều gì đó, thì các bạn không nên trả lời ngay tức khắc. Các bạn phải lắng nghe là thứ nhất, đúng không? Thứ hai là suy nghĩ về dữ kiện. Nếu mà mình chưa biết sự, mình chưa có nhớ, mình chưa có biết về cái tình huống như thế nào, làm sao mà mình trả lời đây các bạn? Các bạn sẽ nói với khách là cái này không phải nguyên văn, nhưng mà cái đại ý là hãy cho tôi một thời gian để tôi tìm hiểu về vấn đề này và tôi sẽ trả lời cho anh trong thời gian sớm nhất. Please give me some time to take a look at this matter and I will get back to you as soon as possible. Please give me some time to take a look at this matter and I will get back to you as soon as possible. As soon as possible. As soon as possible. As soon as possible. Là sớm nhất có thể. Đó là cách trả lời bình tĩnh và chuyên nghiệp. Bạn không có nên đưa ra câu trả lời ngay, vì khi nào hấp tấp cũng có thể dẫn đến một cái câu trả lời sai, và đôi khi nó thiệt hại cho chính cái business của bạn. Ok, mình quay trở lại vấn đề. Đây một cái complaint, cũng không phải là complaint, mà một cái feedback có 3 sao thôi, 3 sao trên 5 sao về tiệm của mình. Thì khách nói là this place is clean and nice. They do an amazing job that lasts. Cái tiệm này rất là sạch sẽ và dễ thương. Họ làm công việc rất là tốt, họ làm nail rất là tốt. Tuy nhiên, every time when I go there, I can't relax. Có nghĩa là mỗi lần tôi tới đó, thì tôi không có thể nào mà thư giãn được hết. It seems like they don't really care about customer comfort.
nhìn giống như là họ không có quan tâm về cái sự thư giãn, sự thoải mái của khách hàng. There are better nail salons where you can get relaxing experience. Ở ngoài kia có rất là nhiều cái tiệm nail khác mà mình có thể thoải mái hơn và thư giãn hơn. Thì khách cho tiệm mình 3 sao về cái vấn đề này. Thì bây giờ mình sẽ trả lời như thế nào? Thứ nhất, mình nghe cái câu than phiền của khách hàng. Và mình thấy được là họ nói đúng hay sai. Đúng, mình công tâm, mình công nhận là đúng. Là sometimes thợ của mình nói chuyện tiếng Việt, cho nên khách họ không thích và họ không có relax. Điều đó đúng. Đúng thì mình sao? Mình phải nhận lỗi chứ. Mình không có được cãi chày cãi cối, đúng không? Mình phải nói khéo như thế nào để cho người ta chấp nhận và người ta nói ồ, người chủ này họ rất là fair, họ rất là công bằng, họ rất là công tâm, chứ họ không có cãi chày cãi cối. Chứ mình không có sợ khách nha. Và khi mình trả lời á, thì những cái người khách khác á, potential customer, những cái vị khách tiềm năng á, họ đọc cái câu trả lời này, họ biết là mình công tâm và họ biết là mình quan tâm tới cái sự comfort, sự thư giãn, sự thoải mái của khách hàng. Thì cái cách mà mình analyze, cái cách mà mình nhận xét một cái feedback là mình phải suy nghĩ từng cái ý mà khách nói. Từng cái ý là sao? Ý chê nè, ý khen như thế nào? Ý chê thì detail như thế nào? Cái chi tiết như thế nào? Và ý khen thì chi tiết như thế nào? Để ví dụ mà khách chê thì mình biết đường mình bào chữa. Thứ hai, khách khen á, thì mình cảm ơn khách về những điều khách khen. Để mà sao? Đó, cái đó gọi là mình nhấn mạnh lại một cách khéo léo những cái điểm tốt của tiệm mình. Đó là sự khôn ngoan của mình. Thì cái cách trả lời của mình là, thứ nhất á, là mình cảm ơn khách vì đã cho cái feedback, có nghĩa là vì đã cho phản hồi đến cái kinh nghiệm của khách khi mà khách đến tiệm của mình. Thứ nhất là cảm ơn for the feedback, okay. Thứ hai là thank you for the compliment, có nghĩa là cảm ơn vì cái lời khen của khách. Cái điều đó nó làm cho những người khác họ đọc vào, họ thấy ồ, họ nhớ lại và họ hiểu hơn về cái tiệm của mình. Đó là tiệm của mình, khách cũng nói là sạch sẽ. Thứ ba là address the problem, có nghĩa là đi thẳng vào vấn đề. Nếu mà mình đúng, mình phải giải thích cặn kẽ cái situation. Nếu mà mình sai thì mình phải xin lỗi và tìm ra hướng giải quyết, có nghĩa là improvement, để tốt hơn. Thứ tư là kết luận mở. Tùy trường hợp bạn có thể cho discount, tùy trường hợp bạn có thể không cho discount, nhưng mà mời trở lại và hứa là sẽ phục vụ tốt hơn. Chứ không phải lúc nào mà mình mời khách trở lại mình cũng phải cho discount nha các bạn. Tại vì đó là công sức lao động của mình mà. Công sức lao động thì mình không có làm discount. Các bạn phải nên nhớ như vậy. Đây là câu trả lời của mình. Hello, cái bà khách, tên của khách. Hello, tên của khách nha. Hello, Ksenia. Thanks for your feedback and your compliment on the quality of our job and hygiene. Thanks for your feedback and your compliment on the quality of our job and hygiene. Cảm ơn vì sự phản hồi của bạn và cái sự khen ngợi của bạn về chất lượng của công việc và sự sạch sẽ của chúng tôi. We take your satisfaction seriously and promise we'll try harder in improving our services and quality as well. Chúng tôi rất là quan tâm đến sự hài lòng của khách hàng và hứa là sẽ cố gắng tốt hơn nữa trong cái dịch vụ và chất lượng của chúng tôi. Đó là cái câu mở đầu. Cảm ơn về phản hồi và cảm ơn về cái lời khen. Tiệm tốt, làm sạch.
Cái thứ ba là address the problem. Cái thứ ba là address the problem, nêu ra vấn đề. Vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là người khách không cảm thấy thoải mái khi mà đến tiệm mình làm. Tại vì hơi ồn ào nói chuyện, họ không có feel comfortable, không có feel relaxed. Thì mình sẽ trả lời: It seems like an ongoing experience. It seems like an ongoing experience. Điều này có vẻ như là diễn ra thường xuyên. Can you please inbox me the days of your visit and details of your experience if possible, please? Can you please inbox me the days of your visit and detail of your experience if possible, please? Bạn có thể viết thư cho tôi về những cái ngày. Inbox là message. Bạn có thể viết message cho tôi về những cái ngày mà bạn đã đến tiệm chúng tôi và cái tình hình xảy ra như thế nào được không? Again, I apologize for the uncomfort that you had and please accept our sincere apology and 20% off your next visit. Tôi xin lỗi về cái sự không thoải mái mà bạn đã kinh nghiệm ở tiệm chúng tôi và làm ơn hãy chấp nhận lời xin lỗi của chúng tôi và nhận 20% off lần sắp tới. Thứ nhất á, là cái 20% off này á, nó thể hiện cái sự chân thành của mình khi mà mình xin lỗi, và cũng như là đó là một cái giống như một miếng mồi á, một cái sự mời gọi họ đến với tiệm của mình một lần nữa, cho mình một cơ hội nữa đó các bạn. Again, I apologize for the uncomfort that you had, and please accept our sincere apology and 20% off your next visit. Sincere apology là lời xin lỗi chân thành. Apologize, apologize là động từ của xin lỗi. Apology là danh từ của xin lỗi. I promise a better change of your next experience. I promise a better change of your next experience. Tôi hứa là lần tới bạn sẽ kinh nghiệm một điều hoàn toàn mới, tốt hơn. Hope to see you soon. Mong rằng sẽ gặp bạn sớm. Đây là một cái trường hợp khá là đơn giản, tại vì khách họ không có chê nhiều, không có detail, không có chửi lộn, chửi lạo. Nhưng mà basically thì tiệm mình khách vô không, cũng không có chửi qua chửi lại. Nhưng mà cái trường hợp này rất là đơn giản, trả lời cũng đơn giản. Những cái video tới thì từ từ mình sẽ chia sẻ những cái trường hợp mà complicated, có nghĩa là phức tạp hơn, có nhiều dữ kiện, có nhiều cái cách phải suy nghĩ, mình phải analyze situation, mình phải phân tích cái hoàn cảnh và mình phải trả lời như thế nào. Các bạn nhớ subscribe cái channel để mà nhận được những cái video clip mới khi mà mình ra những cái clip mới nha. Ok, thank you các bạn.